Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử ngọc nữ Bolero, Lily Chen, đụng màu xe với Ngọc Trinh là ai? Vừa qua, cái tên Lily Chen bất ngờ xuất hiện khá nhiều trên các diễn đàn mạng. Khi sở hữu xế hộp đẳng cấp không thua gì Ngọc Trinh, cô nàng này có gương mặt ưa nhìn và vóc dáng không hề kém cạnh mỹ nhân gốc Trà Vinh. Thế nên nhiều người bắt đầu tò mò về nhân vật được mệnh danh là Ngọc Nữ Bolero. Mặc dù không phải là một cái tên nổi bật nhất của làng giải trí về độ nổi tiếng, nhưng Lily lại là một đại gia ngầm của showbiz khi sở hữu khối tài sản khủng. Vừa qua cô nàng bị soi có màu xe y hệt, có 102 với Ngọc Trinh. Cách đây không lâu, Lily Chen đã tậu xế hộp giá gần 9 tỷ đồng. Đây là món quà mà nữ ca sĩ tự thưởng cho bản thân sau nhiều năm cố gắng làm việc. Nàng Ngọc Nữ chia sẻ, tự thưởng cho chính mình những niềm hạnh phúc. Cảm ơn chính mình đã tạo ra những khoảnh khắc đánh dấu trong hành trình cuộc đời. Cảm ơn tình yêu đã luôn bên em, cho em may mắn, để em tự mình phấn đấu. Chi tiết tiểu sử Lily Chen. Tên thật Trần Kim Ngọc. Nghệ danh Lily Chen. Năm sinh 1995. Quê quán Tây Ninh. Nghề nghiệp ca sĩ. Lily Chen là nữ ca sĩ được mệnh danh là Ngọc Nữ Bolero. Tối ngày 2 tháng 8, cô vinh dự được nhận giải thưởng Á quân 1 tình Bolero 2019. Chia sẻ với truyền thông, cô rất vui khi được nhận giải thưởng quý giá này và muốn chia sẻ với gia đình, đặc biệt là bà ngoại. Tuổi thơ cơ cực của Lily Chen. Lily Chen là kết quả của mối tình không hạnh phúc của cha mẹ. Vì gia đình khó khăn nên mẹ bỏ về nhà ông bà ngoại, bố quyết tâm không để con mình đi theo về. Thế là mẹ của Lily Chen quyết định nhờ người quen, hàng xóm đến bắt cô về. Kể từ đó, cô bị họ hàng nhà nội từ mặt. Việc thiếu đi hình bóng người cha trong gia đình khiến cô bị bạn bè chăm chọc và bắt nạt. Vượt qua chuyện này cùng với đam mê ca hát từ nhỏ, Lily Chen rất hay tham gia chương trình văn nghệ của trường lớp và địa phương. Mẹ và ông ngoại mất sớm, để lại cho gia đình cô một món nợ lớn. Năm lớp 9, cô lấy chứng minh của dì chỉnh sửa để được nhận vào làm ở một xí nghiệp. Có thể nói dù nhỏ, nhưng Lily Chen đã biết chăm lo và hỗ trợ tình hình tài chính gia đình. Lily Chen và tin đồn được đại gia chống lưng. Nếu theo dõi mạng xã hội của Lily Chen, nhiều người sẽ trầm trồ về cuộc sống giàu sang, đáng ngưỡng mộ của cô. Mới đây cô còn tậu về cho mình siêu xe 9 tỷ. Điều này khiến mọi người đặt nghi vấn, đằng sau cô có đại gia chống lưng. Lily Chen giải thích điều này với công chúng rằng, ngoài việc ca hát, cô còn là giám đốc đầu tư của hãng phim, có một sự nghiệp kinh doanh riêng. Cô còn khẳng định tất cả những thứ cô có là thành quả của việc chăm chỉ lao động và làm việc. Chia sẻ thêm, cô là một người mưu cầu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đi kèm với đó là mẫu bạn trai thành công về tài chính. Cô không ngần ngại chia sẻ về bạn trai của mình phải là người vững vàng trong tài chính. Vì ngoài tình yêu ra thì vật chất cũng là điều giúp củng cố hôn nhân và tạo nền tảng gia đình vững chắc. Sự nghiệp của Lily Chen. Lily Chen tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật để có thu nhập. Năm 2015, cô nàng đậu ngành dược của trường đại học nào đó ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong một lần tình cờ khi đi làm PG, cô làm quen với một người làm truyền thông. Và cuộc đời của Lily Chen bắt đầu thay đổi từ đây. Cô từng phải bán nhà, bán xe để đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc của mình. Bởi lẽ trong một năm, Lily Chen đầu tư đến 15 bài hát. Năm 2019, cô nàng giành được giải Á quân của cuộc thi Tình Bolero. Sau đó, Lily Chen còn kinh doanh bất động sản hay làm giám đốc đầu tư của những hãng phim lớn. Năm 2020, Lily Chen tham gia vào dự án phim Mẹ Trùm. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.